cầm nam mệnh thổ, công danh sự nghiệp hiển hách, định tại số trời. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Trong phương diện ngũ hành tương sinh, tương khắc bao gồm kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, những người thuộc mệnh thổ sẽ tượng trưng cho cây cối, thiên nhiên và cội nguồn của sự sống. Theo ngũ hành tương sinh, dương hỏa sẽ tương sinh với dương thổ. Lý do đơn giản mà chúng tôi có thể giải đáp cho quý vị và các bạn là nếu đốt cháy mọi vật sẽ tạo thành tro bụi. Với ngũ hành tương khắc, dương mộc sẽ tương khắc với thổ. Có nhiều bạn thắc mắc tại sao cây với đất trồng luôn đồng hành với nhau mà theo ngũ hành lại là tương khắc. Lý do bởi vì cây cối lấy dinh dưỡng từ đất về nuôi sống mình, từ đó sẽ làm cho đất khô cằn, nứt nẻ. Như vậy, người thuộc mệnh thổ sẽ có những đặc điểm, đặc trưng, những nét tính cách nào nổi bật. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu trong nội dung chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Hành thổ là gì? Những điều cơ bản nhất về hành thổ. Trong ngũ hành, kim, kim loại, mộc, cây cối, thủy là nước, hỏa, lửa, thổ là đất. Thổ là một trong năm hành cơ bản. Thổ tức là đất, là môi trường để ươm trồng, nuôi dưỡng, phát triển và cũng là nơi sinh ký tử quy của mọi sinh vật. Thổ tượng trưng cho đất đai, thiên nhiên và nguồn cội của sự sống. Đặc điểm đặc trưng của hành thổ là khi tích cực, thổ biểu thị cho lòng công bằng, trí khôn ngoan và khả năng. Khi tiêu cực, thổ có thể tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo về những khó khăn không tồn tại. Khái quát đặc điểm, tính cách của người mệnh thổ. Ưu tiên trong tính cách người mệnh thổ. Người mệnh này có những đặc trưng trong tính cách là sự bao dung, tha thứ và đáng tin cậy. Họ cũng là những người rất trung thành và sẽ được lòng mọi người vì luôn giữ chữ tín nếu như đã hứa với ai điều gì. Thậm chí, một khi đã hứa, họ sẽ lên kế hoạch để thực hiện cho bằng được. Người mệnh này hiểu rõ về lợi thế của mình, biết rõ sức mạnh của mình ở đâu, đến đâu và biết cách để phát huy điều đó. Những người mạng thổ có tính cách trầm, bình tĩnh, cẩn trọng, có khả năng tổ chức khi làm bất cứ việc gì. Họ ngăn nắp, khéo tay và nhạy cảm nhưng cũng khá khép kín và nhu nhát. Những người mệnh này rất thực tế và kiên trì, là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Đôi khi cũng bị chê là chậm chạp nhưng mệnh thổ vẫn làm theo cách riêng của mình. Họ ý thức được rất mạnh về sự công bằng, quan điểm sai trái và đúng đắn. Người mệnh này cũng khá liều lĩnh và nhiệt tình trong các dự án mới. Nhược điểm trong tính cách người mệnh thổ. Bên cạnh những ưu điểm kể trên, người mệnh thổ tồn tại những nhược điểm như thiếu sự quyết đoán, không dám nghĩ lớn và nghĩ xa nên ít khi thực hiện được việc lớn. Đôi khi, người mệnh này sẽ sinh ra thành kiến với người khác hay việc khác. Bù lại, họ có tính kỷ luật, tự giác và cả lòng tự trọng nên rất được lòng cấp trên lẫn đồng nghiệp. Điều đó giúp họ nhận được sự hỗ trợ của mọi người để hoàn thành công việc xuất sắc nên vẫn có khả năng thăng tiến lên vị trí cao. Tổng quan về vận mệnh của người mạng thổ. Sự nghiệp. Với tính cách thích ổn định, cầu toàn, lạc quan, người mệnh thổ thường nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn công việc. Nếu là lãnh đạo doanh nghiệp thì mệnh này nên thuê người ngoài hỗ trợ vì sự thiếu liều lĩnh của người mệnh này có thể ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh. Nhược điểm là họ không ưa hoạt động, bảo thủ, nhàm chán, cảm thấy cấp bách khi theo đuổi các mục tiêu. Họ chỉ tập trung vào một lĩnh vực cố định. Vì vậy, khi công ty đạt được một quy mô nhất định, họ có xu hướng trì trệ. Hôn nhân, phụ nữ mệnh thổ thích sự ổn định, chung thủy, làm việc chăm chỉ và siêng năng, tôn trọng cha mẹ. Đây là mẫu người lý tưởng để kết hôn vì họ chắc chắn là hậu phương vững chắc cho cả gia đình. Đàn ông mạng thổ tốt bụng, có trách nhiệm, tôn trọng giá trị gia đình. Tuy nhiên, họ không biết cách chăm lo cho gia đình, họ vốn lười biếng, không thích nói chuyện về sức khỏe.
Đàn ông mệnh này không giúp đỡ vợ được nhiều, lúc tán tỉnh thì sẵn sàng bắt tay làm giúp, nhưng sau khi kết hôn thì việc đó không còn nữa, thậm chí còn yêu cầu vợ hỗ trợ. Mệnh thổ hợp với mệnh gì? Những người mệnh thổ rất hợp với những người mệnh hỏa, mệnh kim và với chính những người mang ngũ hành thổ. Nếu bạn thuộc mạng thổ thì nên kết hợp với những người mệnh hỏa là sự kết hợp đại cát, đại lợi, phúc lộc dư giả, bởi hành hỏa bổ trợ rất nhiều cho hành thổ. Vợ chồng thuộc hai mệnh này thì tiền tài luôn đầy ắp, tình cảm keo sơn, vợ chồng đồng lòng nên khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được. Nếu bạn muốn mạng thổ mà kết hợp với mệnh kim thì bạn sẽ dễ dàng vươn tới thành công dưới sự trợ giúp của hai bên, cuộc sống hài hòa, sung túc. Tuy nhiên, bạn cần phải hy sinh cho đối phương để bên kia được lợi vì thổ sinh kim. Nếu bạn mạng thổ mà kết hợp với những người cũng mạng mệnh thổ, xấu mình thì được coi là lưỡng thổ tương sinh, rất tốt cho cả hai. Mệnh thổ khắc mệnh gì? Những người mạng thổ nên tránh kết hôn hoặc hợp tác với những người có mệnh khắc với mình. Bởi nếu hợp với họ, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở, sẽ khắc khẩu hay bất đồng quan điểm. Vậy mạng thổ khắc mệnh gì, cần tránh kết hôn hoặc hợp tác với mệnh nào? Dựa theo quan hệ tương sinh tương khắc, ta có thể biết được mạng thổ khắc với mệnh mộc và mệnh thủy. Nếu kết hợp với những mệnh xung khắc này trong hôn nhân, thì vợ chồng xung khắc như nước với lửa, gia đình có nhiều việc phải lo toan. Còn nếu làm ăn với những người mệnh này thì việc làm ăn gặp nhiều trở ngại, lỗ nhiều hơn lãi, khó có thể làm ăn lớn. Tuy nhiên, dù mang mệnh hợp hay mệnh khắc được nói trên đây thì điều đó đều mang tính chất tham khảo để mọi người biết và cẩn thận hơn, chứ không nên tuyệt đối tin tưởng. Hãy nhớ rằng hôn nhân có hạnh phúc, có bền chặt hay không, hoặc việc làm ăn có suôn sẻ, hành thông hay không phải đến từ tình cảm, sự thấu hiểu, cảm thông, tin tưởng của cả hai bên, chứ không phải do yếu tố hợp tuổi, hợp mệnh. Mạng thổ hợp màu gì, kỵ màu gì? Mệnh thổ hợp màu gì và kỵ màu gì là một trong số các câu hỏi được khá nhiều người quan tâm. Theo quan điểm phong thủy thì người mệnh thổ hợp nhất với các màu tương sinh và tương hợp. Cụ thể gồm các màu: màu tương sinh thuộc hành hỏa, đỏ, tím, hồng, cam nhạt. Đây đều là những gam màu tượng trưng cho sự nhiệt huyết, may mắn, sức mạnh, cá tính và quyền lực. Màu xanh tương sinh thuộc hành kim, xám, bạc, trắng. Màu tương hợp với hành thổ, vàng, vàng, nâu đất. Theo phong thủy cho người mạng thổ, bản mệnh cũng có thể dùng các sắc thái xanh nước biển, đen thuộc hành thủy vì thổ khắc được thủy, tuy nhiên cũng nên hạn chế sử dụng. Đặc biệt nên tránh màu xanh lá cây thuộc hành mộc, bởi thổ sẽ bị mộc khắc khiến cuộc sống của bạn gặp nhiều lần đận, vất vả, không may mắn. 7. Mạng thổ mua nhà hướng nào? Mua nhà là một trong những quyết định rất hệ trọng với mỗi người, và việc xem hướng mua nhà cũng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng tới quyết định của người mua. Nếu chọn được ngôi nhà có hướng phù hợp với bản mệnh thì gia chủ làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến. Còn nếu phải lựa chọn ngôi nhà có hướng không đẹp thì ảnh hưởng đến sức khỏe, con đường phát triển, hôn nhân của gia chủ. Dưới đây là các hướng đẹp với người mệnh thổ. Hướng nam. Hướng nam trong ngũ hành thuộc hỏa, mà hỏa lại sinh thổ. Nhờ thế mà sống trong căn nhà hướng nam sẽ giúp cho người mệnh thổ vận trình thăng tiến, công danh thành đạt, sự nghiệp hanh thông, sung túc, đủ đầy. Hướng bắc. Nhà hướng bắc thuộc thủy trong ngũ hành mà thổ khắc thủy, nhờ thế mà người mạng thổ chiếm được ưu thế trong nhiều lĩnh vực. Nếu thêm sự rèn luyện kiên trì thì càng ngày càng thành công, tiền đồ sáng lạ mấy ai bằng. Nhà dưới tầng hầm. Nếu bạn mạng thổ lại chưa có đủ điều kiện kinh tế để mua một căn nhà hoàn chỉnh thì một căn nhà dưới tầng hầm cũng là lựa chọn không hề tồi cho bạn. Ở một mức độ nào đó, căn nhà sẽ giúp cho bản mệnh đánh thức những tiềm năng, tiềm tàng trong con người mình, có lợi cho việc phát huy tài năng còn tiềm ẩn trong mệnh cách của người mạng thổ. Mạng thổ hợp với nghề gì? Mệnh thổ hợp nghề gì? Theo quy luật tương sinh, tương khắc trong ngũ hành, người có ngũ hành thổ sẽ hợp với các nghề liên quan đến lửa, thuộc mệnh tương sinh là mệnh hỏa, hỏa sinh thổ. Nghề tiền liên quan đến đất đai, thuộc mệnh tương hợp là mệnh thổ của mình. Cụ thể là các nghề trồng trọt, chăn nuôi, gồm sứ lính cứu hỏa, kỹ sư nhiệt điện, mỏ địa chất, khoáng sản, cầu đường, xây dựng. Nếu bản mệnh muốn làm các nghề liên quan đến kinh doanh thì có thể tham gia các công việc kinh doanh bất động sản, địa ốc.
Mệnh thổ hợp với hướng nào? Việc chọn được hướng phù hợp với bản mệnh sẽ giúp gia đình có thể xây nhà, kết đồ đạc đúng hướng theo mệnh của mình. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi chọn đúng hướng bản mệnh sẽ mang lại may mắn, hành thông, sức khỏe dồi dào, may mắn phát đạt cho các thành viên trong gia đình. Hướng của mệnh thổ là hướng Tây, do thuộc Tây tứ mệnh, cho nên hướng hợp với mệnh nhất là Tây tứ trạch, gồm hướng Đông Bắc và Tây Nam. Ngoài ra, hướng Nam thuộc hành hỏa cũng rất tốt với người mạng thổ. Xây nhà theo hướng này sẽ giúp ích cho lộ trình thăng tiến của người mệnh này. Không chỉ có vậy, công danh, sự nghiệp của gia chủ mệnh thổ chắc chắn sẽ thành đạt. Bên cạnh đó, người mạng thổ cũng có thể lựa chọn nhà hướng Bắc, vẫn sẽ thuận lợi ở mọi nơi, mọi mặt. Tuy hướng Bắc là hướng thuộc hành thủy, nhưng thổ trấn áp, được thủy nên không đáng ngại. Thậm chí hướng này còn rất tốt cho phong thủy mạng thổ, thăng tiến trong cả công việc, tình duyên và gia đình. Đá phong thủy cho mệnh thổ. Người mạng thổ có thể chọn các loại đá phong thủy hợp với mệnh thổ của mình dựa trên màu sắc và công cụ của các loại đá. Đá phong thủy hợp mệnh thổ có thể kể đến như đá ruby hồng ngọc, thạch anh tím, mát hổ màu vàng nâu, thạch anh tóc vàng. Đây là những loại đá mang lại nguồn năng lượng tích cực, may mắn cho người mạng thổ, đồng thời xua tan năng lượng xấu tiêu cực nên rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Còn đối với các chị em phụ nữ mệnh thổ, bạn có thể lựa chọn đá thạch anh tóc đỏ hoặc thạch anh hồng sẽ rất tốt cho bản mệnh. Hai loại đá này sẽ giúp điều hòa khí huyết, hỗ trợ điều trị các bệnh phụ khoa và tăng cường nét quyến rũ dịu dàng, thêm yêu đời và thu hút ánh nhìn của người pháp phái. Hơn nữa, màu hồng tượng trưng cho tình yêu bền vững, sự tin tưởng và gắn kết, nên khi đeo, sản phẩm này sẽ giúp chủ nhân có một tình yêu viên mãn, hôn nhân bền vững, hạnh phúc lâu dài. Mệnh khuyết thổ là gì? Theo khuyết mệnh học, những người khuyết thổ sẽ có xu hướng bổ sung hành thổ thông qua cách ăn uống, chọn trang phục. Hành thổ nói về không gian nuôi trồng và sinh trưởng, nơi sinh sống và tồn tại của tất cả các sinh vật. Thổ nuôi dưỡng và tương tác với các hành khác. Mệnh khuyết thổ trong ngũ hành thì sẽ hợp với những người, sự vật thuộc mệnh hỏa và thổ khắc người, sự vật thuộc thổ và thủy. Người có mệnh thiếu, thổ sẽ kỵ mộc nên các yếu tố nào thuộc về hành mộc. Tuy nhiên bạn cũng cần hỏa để tương sinh. Vì thế nên lựa chọn các loại quần áo, trang phục, giày dép, vỏ chăn ga, gối, đệm, túi sách, phương tiện đi lại có màu đỏ đất, ba gian, màu vàng. Vật phẩm phong thủy giúp bạn thu hút vận may nên có hình chó, trâu, dê, rồng và làm bằng đá thạch anh càng tốt. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.